Hello nha, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Mình chào mừng đến với Win rất là quan tâm đến này. Thì Win này cách bắt cầu thì sẽ như nào rất là quan tâm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách bắt của mình nha. Mình thấy những cái cầu nó hay về mình bắt thôi. Ví dụ nó cầu 1-1 này, là tài xỉu tài xỉu tài xỉu, hoặc ngược lại xỉu tài anh em. Hay là cầu 22 tài tài xỉu xỉu, hoặc là ngược lại anh em ơi. Thứ ba là nó cầu 33 hay là cầu chuỗi tài chuỗi xỉu đấy. Ván này mình đang đánh chuỗi tài nha. Hay là cầu đó là cầu 2-1-2-1, nó hay 50 cầu nó hay về nhất nha. Trong trường hợp 50 cầu nó không về, các bạn có thể đọc cầu xí ngầu. Xí ngầu này ví dụ là các bạn lấy xí ngầu 1 nha. Xí ngầu đỏ này các bạn này. Nếu các bạn cộng cái này với cái này mà nó ra lẽ. Từ từ nha, mình sẽ đặt cái này ra. Cộng cái này với cái này anh em này. Đấy cái đỏ này này, cộng cái này anh em này, cái này với cái này. Nếu nó chặt ấy thì các bạn sẽ là tài. Nó xỉu các bạn sẽ lẽ nha. Đấy, mày mình đánh tiếp này. Nhưng mà đó khi nào cầu xấu các bạn mới nghĩ đến cái phong cách đó nha. Nhưng mà chơi gì như vậy thôi. Anh em cũng nên để ý đó là cầu đối xứng và phân bổ vốn nữa. Ngon anh em này. Hai thắng lịch sử. Cứ bình tĩnh dần dần mới lên thôi. Game mà nó được cái nó có 15 giây nhanh. Nhanh ăn được và nhanh thua. Mình lúc bạn giờ khá là hên đấy. Mấy ván thắng liên tục đấy anh em. Đấy cứ rất nhiều nhâm như thế này em cứ đoán rằng là đó là lần này nó có thể bẹ. Cậu bẹ liền. Nhưng mà anh em ạ, cái gì mà nó đang chảy một cái gì đó ấy, nó đang cầu thuận đấy thì bạn cứ đặt nó đi. Khi mà nó bẹ thì lúc đấy anh em tính sau. Anh em đừng có đoán là lần này nó bẹ hay không. Làm sao anh em đoán lần nào nó bẹ được, đúng không? Thế nha các bạn, đừng có đoán bẹ. Nó đang về cái gì cứ đặt cái đó đi. Thà là mình đoán bẹ như này này thì các bạn như thế này, không phải cầu 1-1, không phải cầu 2-2, cũng phải cầu 3-3. Cầu xấu thì bạn nghĩ đến cầu xí ngầu. Đây, cái này là 1-2-3-3 đấy không? 3 cộng 10 là 13. Lẹ đúng không? Lẹ thì các bạn xỉu. Đó là cách chơi mình nha. Nhưng mà không phải khi nào đúng anh em. Không thể thắng đâu, ôi rồi thua anh em kìa. Thế là không lý nào. Công lý là như thế nào ta? Công lý cầu 1-1 đi. Đang đặt cầu 1-1 đi. Thắng thua là bình thường thôi mà anh em ơi. Nhưng mà khi thắng thì phải giữ bình tĩnh thôi. Đặc biệt là khi thua là giữ bình tĩnh mới khó anh em kìa. Thường thường là khi thua là anh em cứ muốn làm ván mới ra nhanh để mà đặt, muốn gỡ nhanh. Mà lỡ mà anh em gỡ được thì không sao chứ. Không gỡ được em toang ngay đấy. Cái na là quan trọng nhất là lúc đó anh em phải giữ cái bình tĩnh đi. Thế bởi vì những lúc đó là chính là lúc anh em dễ mất bình tĩnh nhất đấy. Mà dễ mất bình tĩnh nhất thì anh em dễ xuống tiền nhất đấy anh em ạ. Hay những lúc đó là phải giữ cái bình tĩnh đã. Thì sau đó mới nghĩ đến nó là làm sao thắng nó. Chứ những lúc mất bình tĩnh mà anh em cứ cố gắng là muốn thắng thắng to ấy thì không được đâu anh em. Thật sự là không được đâu. Chơi thì ai chẳng muốn ăn nó to nó. Nhưng mà có phải ai ăn được nó đâu đấy. Cầu 1-1 này. Em thấy không? Cùng thấy phá được pha đó nó thì cầu 22, cầu 33. Nhưng mà tốt nhất nó đang cầu 1-1 đấy. Thì các bạn cứ nên bình tĩnh đi anh em nha. Bình tĩnh đi nha. Đừng có vội. Vội là không ăn được nó đâu. Nha anh em ơi. Vội là không ăn được nó đâu. Đây này. Không biết như nào này. Phán bị trả về rồi. Không không. Từ từ thôi nha. Đấy, cứ bình tĩnh mà ăn lên hoặc thua xuống thôi anh em. Game hên xui mà. Ăn thì ai chẳng muốn ăn nó anh em. Một cuộc chơi thì anh em biết rồi, khó lắm. Nếu dễ thì ai ăn nhỉ. Bây giờ mình mới giữ cái bình tĩnh như là anh em. Sau đó mình mới tính sau. À, ván này nó bẹ kìa, bẹ như này thì cầu 1-2-1-2 đi. Mình đoán cầu 1-2-1-2-1-5 ván này đi. To xíu xem sao. Chứ chả biết làm sao nữa đâu anh em. Chả biết làm sao nữa đâu. Trời ơi, thua tiếp anh em kìa. Thấy không, khó thằng không? Quá khó luôn đấy chứ. Quá khó luôn đấy chứ anh em. Mất bình tĩnh nó là anh em kìa, cứ muốn đặt to để muốn gỡ nhanh anh em. Nhưng mà thua thì thắng hay đéo sao, thua cái là mất bình tĩnh ngay ấy.
ai chơi như vậy thôi anh em ạ. Giữ bình tĩnh thì khó. À, nó kìa, nó đặt cái này nó về ngược cái kia. Chơi về bố con thằng nào mà dám chơi nữa. Ván poker đi. Đen quá anh em ơi. Má bạ 6 ra 3 đó kìa. Tao cũng chịu tuyển mày ấy. G là Q đó. 2 ra 2. Nó bịp thế chứ anh em. Nó bịp thế chứ, đéo phải dễ ăn đâu anh em. Game nó như vậy đấy anh em ạ. Game bên xui nó như vậy đấy. Thắng thì lên nhanh lắm, thua xuống hay là thần tốc với đàn luôn. Mất bình tĩnh hay là ngu nhất anh em. Thế là những lúc mất bình tĩnh là mình giữ bình tĩnh lại chứ. Đó, thua hết đó rồi anh em thấy chưa. Đó là cái điều đáng nói đấy anh em. Khi thắng hay đéo sao thì thua cái mất bình tĩnh ngay ấy. Thôi, bây giờ mình thua, mình đã thua rồi anh em. Chấp nhận thôi, đi. Ai nó bị ai đi. Bây giờ mình sẽ bơm vào đó là 10 mê của 5 mê thôi nha. Một là mình gỡ được, hai là thua thì mình chấp nhận thua lỗ luôn anh em ơi. Nha, cách gỡ nỡ mình đó là mình thường là không nạp vào một lần, nạp vào hai lần. Nếu là nạp vào hai lần mình đều thua thôi nghĩ nha anh em. Lúc này bỏ qua anh em ơi nha. Thì bây giờ mình đã trở lại đây, thua bây giờ mình đã thua rồi anh em. Chấp nhận thua lỗ thôi chứ biết làm sao giờ. Hãy đạn kìa. Trả về rồi. Trời mày nó trả về đấy chứ không phải nó lại thua rồi đấy anh em. Chứ bây giờ mình nói thật với anh em chứ mình đã mất bình tĩnh rồi, thua 10 mê là có đéo gì nữa. Thì bây giờ mình chỉ có liều ăn nhiều thôi, hoặc là về bờ hoặc là ra đảo luôn thôi. Chứ bây giờ mình mất bình tĩnh rồi ấy. Thành ra mình đánh nhỏ 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 để gỡ lại khó lắm anh em, quá khó luôn ấy. Thật sự là quá khó. Thành ra thôi anh em, nếu hôm nay thua nữa thì mình chấp nhận thua lỗ thôi. Chứ game làm sao mà thắng mãi được. Và đương nhiên là không thể nào thua mãi rồi đúng không. May ván này nó thắng này, ván đầu nó thắng là ngon rồi này. Ngon đấy, thắng là nó ngon rồi đấy anh em ơi. Thắng là ngon rồi đấy. Thắng là gực tua có 5 5 mê đấy anh em ơi. Thành ra bây giờ đánh 3 mê thôi. Mình ván poker rồi đi. Lúc này do poker mình thua lỗ. Bây giờ poker nó giúp mình thua lỗ này, chịu tao chịu ấy. Vãi đạn nó lag luôn kìa anh em ơi. Nó lag luôn kìa. Đó đó, nó lag luôn kìa anh em ơi, nó giống nó bịp ấy. À kìa anh em ơi. Bực không? Bực không ấy chứ, quá bực luôn ấy chứ. Sao mà không bực nữa. Thua nó cay chứ anh em. Đừng nói anh em đéo cay. Chơi ấy. Thằng đéo nào nó muốn thắng cả thôi anh em ạ. Không ai muốn thua bao giờ đâu. Mình giống như anh em thôi à. Chơi chỉ muốn thắng mà thắng thôi. Chơi ai muốn thua anh em. Chơi thua rồi chơi làm đéo gì. Đúng không? Chơi thì luôn muốn thắng. Nhưng mà có phải khi nào tốt đẹp là thắng nó đâu anh em. Có những ngày anh em đánh rất hên, nhưng mà sau đó anh em vẫn thua là điều bình thường. Nhưng mà có những ngày anh em đánh ngáo ngơ với đạn, nhưng mà sau đó chung của anh em vẫn thắng. Đây này, ván này thắng 2 mê thôi, nghĩ thôi anh em. Mình nghĩ nên nghĩ thôi. Hòa vốn là ngon rồi mà bây giờ còn thắng 2 mê nữa. Thì việc gì mà phải chơi nữa. Công nhận chơi nữa mình có thể thắng nữa. Mà thôi anh em nghĩ. Chứ lỡ may mà mất bình tĩnh ấy là mình có thể thua lại, thua hết luôn là điều bình thường anh em. Thôi nghĩ thôi anh em ơi, nghĩ nha. Thôi. Bây giờ làm túc nha, bye bye nha.